Chào mừng quý vị đang đến với tạp chí đầu tư giáo dục trên kênh truyền hình FBNC. Trong tạp chí kỳ này, mời quý vị theo dõi những nội dung chính sau đây. Vấn đề trong tuần: bảo vệ môi trường sống, trách nhiệm không của riêng ai. Mỗi tuần một địa chỉ, cùng đến với cuộc thi nét vẽ xanh lần thứ 19, nơi ươm mầm những năng khiếu hội họa của các em nhỏ. Học cái gì và học ở đâu, cùng tìm hiểu các chương trình đào tạo cao học về quản trị và quản trị chuyên ngành của chương trình cao học Việt Mỹ. Nhưng trước hết sẽ là phần tin tức. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quy định cho các lớp bán trú vệ tinh. Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi làm việc với Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác đáp ứng nhu cầu học 2 buổi một ngày ở tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Trưởng phòng giáo dục tiểu học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang Vinh cũng ủng hộ các trường tư thục trên địa bàn thực hiện dịch vụ bán trú vệ tinh, vì loại hình này nếu phát triển tốt sẽ hỗ trợ cho các trường công trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, việc bán trú vệ tinh phát triển ở các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, cơ sở giữ trẻ là ngoài nhà trường nên cần phải có hành lang pháp lý để quản lý. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị thành phố xem xét để có cơ chế trong việc giải quyết bán trú cho học sinh bằng cách tổ chức các trung tâm chăm sóc hoặc dịch vụ chăm sóc trẻ em do các cơ quan xã hội, đoàn thể địa phương tổ chức thực hiện. Chuyển sang một thông tin khác. Vào ngày 26 tháng 3 vừa qua, Cao học Việt Mỹ đã tổ chức buổi giới thiệu sách trắng với chủ đề quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam, cơ hội và thách thức trong thời gian tới. Chính chủ đề được lựa chọn để đưa vào trong cuốn sách này là những vấn đề then chốt trong hoạt động của doanh nghiệp, được đưa ra nghiên cứu và các thảo luận giữa các giáo sư đến từ châu Âu của trường Solvay Brussels và các chuyên gia khách mời tại Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan. Chính chủ đề được đề cập trong cuốn sách này bao gồm doanh nghiệp với chiến lược vươn ra khu vực, quan hệ Việt Nam-EU, phát triển bộ kỹ năng mềm cho nhân sự tại Việt Nam, phát triển kinh tế vi mô tại Việt Nam, quản trị marketing, v.v. Bà Marianne Kless, giám đốc chương trình cao học của trường quản trị kinh tế Solvay Brussels tại Việt Nam chia sẻ, cuốn sách là một trong những hình thức mà trường Solvay Brussels thực hiện sứ mệnh thứ hai của mình tại Việt Nam. Ngoài sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực cao cấp, đó là sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp qua việc chia sẻ kiến thức nghiên cứu của mình. Đó là kết quả của một chuỗi hội thảo thực hiện trong năm 2015 xoay quanh các vấn đề của quản trị doanh nghiệp, trong đó có những chủ đề cụ thể như tài chính cá nhân, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, kỹ năng mềm, marketing, ở góc nhìn trong tương lai. Vì vậy, cuốn sách trắng này hy vọng là một nguồn thông tin tham khảo hữu ích để giúp cho các doanh nghiệp nhìn thấy những vấn đề đang là trở ngại, cũng như những cơ hội đang mở ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước sâu vào hội nhập thế giới, từ đó hình thành chiến lược hoạt động và phát triển bền vững cho mỗi doanh nghiệp. Ông Guy Banza, Chủ tịch Phòng Thương mại Bỉ Luxembourg tại Việt Nam cho rằng, với nhu cầu cần cập nhật kiến thức thường xuyên, thì đây là một cuốn sách rất thiết thực và hữu ích mà doanh nghiệp nên tham khảo. Sách trắng sẽ được gửi tặng một số hiệp hội doanh nghiệp để chia sẻ cho các thành viên. Dự kiến trường Solvay Brussels sẽ định kỳ thực hiện cuốn sách này ở nhiều chủ đề khác. Ngày 31 tháng 3, chương trình Global Me 2016 đã chính thức công bố danh sách 30 thí sinh xuất sắc nhất để đi vào vòng trong. Global Me là cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh do khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Điểm khác biệt giữa cuộc thi hùng biện khác và Global Me 2016 nằm ở chỗ, ở vòng chung cuộc, các thí sinh sẽ tham gia một cuộc họp mô phỏng theo cuộc họp Model United Nations, mô hình Liên Hợp Quốc, một mô hình đã quen thuộc với các bạn sinh viên quốc tế nhưng còn khá mới mẻ đối với các bạn trẻ Việt Nam. Với chủ đề đón đầu AEC, cơ hội và thách thức, Global Me 2016 hứa hẹn là sân chơi thú vị và bổ ích cho các bạn học sinh sinh viên yêu thích kỹ năng hùng biện bằng tiếng Anh. Trải qua quá trình sơ tuyển với hơn 150 thí sinh là học sinh, sinh viên từ 16 đến 25 tuổi trên toàn thành phố, 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tham gia các buổi hội thảo và tọa đàm để được cung cấp đầy đủ kiến thức và rèn luyện các kỹ năng để tiến vào vòng chung kết của Global Me 2016. Tại vòng chung kết cũng chính là phiên họp chính thức, mỗi nhóm đại biểu cho một quốc gia sẽ trình bày những quan điểm, lập luận và đưa ra giải pháp, phân tích vấn đề đã được chuẩn bị từ trước. Đồng thời, các nhóm đại biểu sẽ tiến hành vận động hành lang, thuyết phục các quốc gia khác tán thành ý kiến của mình. Vòng chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 23 tháng 4 tới đây. Chúng ta vừa điểm qua một số tin tức đáng chú ý và ngay sau đây sẽ là chuyên mục vấn đề trong tuần. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề bảo vệ môi trường sống, trách nhiệm không của riêng ai. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục vấn đề trong tuần. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 12 năm 2015, sau 13 ngày đàm phán căng thẳng với nhiều cuộc thương lượng,
Các đại biểu từ 195 nước tham dự hội nghị lần thứ 21 về biến đổi khí hậu hay còn gọi là COP21 tại Paris đã thông qua thỏa thuận lịch sử để cứu thế giới thoát khỏi thảm họa khí hậu. Có lẽ chưa bao giờ câu chuyện về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường lại được đề cập nhiều như hiện nay, khi mà những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang ngày càng rõ nét hơn nữa. Vậy, còn những người trẻ, họ ý thức như thế nào về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu? Chúng tôi đã có ghi nhận một số ý kiến ngay sau đây. Kính thưa quý vị, được coi là bước đột phá trong nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm kêu gọi các chính phủ cùng chung tay giảm lượng khí phát thải ra môi trường. COP21 không chỉ là một thỏa thuận, mà đây còn là một dấu mốc mới mở ra hy vọng cho hơn 7 tỷ người trên trái đất này. Gần hơn tại Việt Nam trong thời gian vừa qua thì giới trẻ Việt cũng đang có ý thức trong việc tích cực bảo vệ môi trường từ những hoạt động như là trồng cây, vệ sinh đường phố hay là tham gia vào các hội nhóm bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, những hoạt động này thường diễn ra không thường xuyên và số những hội nhóm có thể hoạt động duy trì lâu dài thì vẫn không nhiều. Mỗi các bạn trẻ đều có một ý tưởng cho mình, nhưng mà không phải bạn trẻ nào cũng có đủ cơ sở và có đủ cái khả năng để các bạn có xây dựng thành một cái chiến dịch lâu dài. Như chính bản thân mình, khi mà ngày xưa khi mình cũng thích những cái vấn đề môi trường, như vấn đề là khi mình đã hoạt động độc lập thì đó là cái suy nghĩ của bản thân mình. Chỉ khi nào bạn thật sự bước chân vào làm, bạn bắt đầu với một cái dự án thì bạn mới bắt đầu là thật sự hành động cho một cái điều mà bạn suy nghĩ. Các bạn trẻ hiện đại là các bạn đang suy nghĩ nhiều hơn, các bạn có ý tưởng, các bạn chưa dám đến với nhau và tham gia vào một cái hoạt động gì đó. Đôi khi là vì các bạn cảm thấy là các bạn thấy hơi mọi người sẽ sợ, mọi người nói là hãy làm chuyện báo đồng gì đấy, nhưng mà thật ra vấn đề là các bạn muốn làm hay không thôi. Tôi nghĩ nếu mà nói đến cái việc mà tổ chức một chương trình và duy trì nó như thế nào phụ thuộc vào rất nhiều ở ban tổ chức, khi anh đề ra cái chiến lược để thực hiện chương trình đó ra sao và anh duy trì nó như thế nào. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái câu nói này có thể là không phù hợp với cái chiến dịch giờ trái đất của chúng tôi đã thực hiện qua nhiều năm nay. Với chúng tôi, chiến dịch giờ trái đất ngoài những hoạt động có thể diễn ra sôi nổi tập trung trong một tháng thì chúng tôi còn có những dự án duy trì xuyên suốt trong năm, và ở đó các bạn tình nguyện viên có thể cùng tham gia, cùng thực hiện cái hoạt động về kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường, cũng như là chính bản thân mình sẽ cùng thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường xuyên suốt trong năm. Riêng về những cái hoạt động của nhiều tổ chức khác mà có thể là tôi chưa biết đến hoặc là tôi cũng có biết đến thì có thể là diễn ra trong một thời điểm nhất định. Tôi nghĩ rằng nên có những hoạt động diễn ra sôi nổi trong một thời điểm nhất định để chúng ta kêu gọi được nhiều người quan tâm đến nó, nhưng cũng nên có những dự án dài hơi hơn để chúng ta duy trì được cái kết quả bảo vệ môi trường của chúng ta. Nói về vấn đề cùng chung tay bảo vệ môi trường, cùng chống biến đổi khí hậu thì nhiều người vẫn cho rằng đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng nhà nước, của chính phủ chứ không phải là trách nhiệm của bản thân mình. Điều đó thật sự có đúng? Vai trò của nhà chức trách của chính phủ đó là việc tuyên truyền cũng như đưa ra những đường lối và những chính sách để chúng ta thực hiện. Còn nhiệm vụ của mỗi cá nhân chúng ta là những người trong cộng đồng và xã hội thì chúng ta có nhiệm vụ là tuân thủ theo cũng như nâng cao ý thức để có thể hiểu biết hơn về những các vấn đề cụ thể là vấn đề về môi trường để chúng ta có thể làm nó một cách thật đúng đắn. Chiến dịch này nếu nói là chỉ dành riêng cho các bạn giới trẻ thì cũng không hẳn lắm đâu. Với chúng tôi nó có nhiều dạng. Ví dụ như chúng ta là tuổi trẻ, chúng ta có sức khỏe thì chúng ta tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, vận động, và chúng ta tham gia vào các hoạt động triển khai thực hiện những cái hành vi hoạt động thân thiện với môi trường. Nhưng ở những cái người lớn tuổi hơn ở phân khúc khác đi chăng nữa thì họ lại có những cái khác. Ví dụ như bạn trẻ chúng ta tuyên truyền cho những người lớn tuổi hơn ở trong các hộ gia đình, bản thân họ sẽ tham gia bảo vệ môi trường bằng cách là chính họ thực hiện những cái hoạt động mà do các bạn trẻ tuyên truyền. Những hoạt động, những dự án chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, bên cạnh việc đem lại những ý thức tốt hơn cho người dân cũng như là lan truyền rộng khắp những thông điệp bảo vệ môi trường, thì vẫn nhiều ý kiến cho rằng những hoạt động này đôi khi chỉ mang tính bề nổi và những hình ảnh xấu cũng như là những điều tiêu cực vẫn xảy ra từ những hoạt động này. Thật sự thì mình làm về trái đất 3 năm rồi thì mỗi năm thì nghe những thông tin nó khá là nhiều. Nhưng mà đó là mình vẫn đã nói là một cái câu đó mình luôn nhắc với các bạn tình nguyện viên mỗi ngày, mỗi lần họp, đó là không bao giờ các bạn đừng có tranh cãi về những vấn đề trái chiều, bởi vì mỗi chúng ta đang đi theo một cái hướng chúng ta suy nghĩ. Không ai sai ở đây cả, tức là mọi người có quyền suy nghĩ là giờ trái đất như thế nào, và chính hoạt động các bạn, hành động các bạn và chứng minh cho người ta thấy là người ta nghĩ đúng hay sai. Và mình nghĩ rằng giờ trái đất trước hết là các bạn thay đổi nhận thức và phải cho người ta biết đến vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống. Mọi người có lẽ hơi kỳ vọng là giờ trái đất sẽ làm được điều gì đó mà chỉ sau một đêm, sau một tháng 3 là mọi người sẽ thấy ngay kết quả. Nhưng mà thực tế ra thì mọi người sẽ thấy là phải chờ đợi rất nhiều năm thì giờ trái đất mới có lan tỏa hơn và người ta hiểu được thật sự ý nghĩa là gì. Theo mình thấy thì đó chỉ là một bộ phận nhỏ của tất cả các tình nguyện tham gia. Mình không thể nào mà lấy một phần nhỏ để đánh giá cái chung được, nên là mình hãy nhìn vào giá trị cốt lõi và
những điều tốt đẹp mà chương trình mang lại. Giới trẻ phải là những người tiên phong hành động bảo vệ môi trường. Vậy người trẻ cần phải làm gì? Mình nghĩ rằng là thật sự các bạn nên bước chân vào một cái dự án môi trường như là Giờ Trái Đất. Bản thân mình luôn nói với các bạn làm cùng với mình đó là các bạn đừng xem khi các bạn làm Giờ Trái Đất là các bạn đang làm điều gì quá to tát. Và các bạn không phải là đừng nghĩ là mình đang làm một việc lớn để cứu thế giới gì cả. Điều rất thiết thực đó là những hoạt động các bạn đang làm từng ngày một thay đổi nhận thức và nó làm cho cái cuộc sống của chính các bạn đang ngày tốt đẹp lên. Đây là hình ảnh của đất mũi Cà Mau, vùng đất ở đầu cực nam của Tổ quốc. Nếu không có những bờ kè trắng nước biển xâm nhập như thế này thì khó lòng chúng ta có thể hình dung được hình dáng ban đầu của nó. Còn đây là hình ảnh của đồng bằng sông Cửu Long. Trong thời gian vừa qua thì vùng đất đồng bằng sông Cửu Long đang phải gánh chịu đợt hạn hán nặng nề nhất trong lịch sử. Rộng hơn thì Việt Nam của chúng ta đang xếp một trong năm nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc biến đổi khí hậu, thưa quý vị. Và tất cả những điều này đã cho chúng ta thấy rằng cùng chung tay chống biến đổi khí hậu, cùng bảo vệ môi trường sẽ là trách nhiệm không của riêng ai. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chuyên mục vấn đề trong tuần. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với cuộc thi nét vẽ xanh lần thứ 19, nơi ươm mầm những năng khiếu hội họa của các em nhỏ.